Xin chào các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ. Mở đầu video, cửa hàng Kiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác. Chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Mở đầu phiên đồng hồ ngày hôm nay, cửa hàng mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Bulova. Bulova được biết đến là một thương hiệu đồng hồ cơ cao cấp của Thụy Sĩ này. Đã cho ra mắt rất là nhiều các cái dòng máy được các bác và cũng như là các tín đồ đồng hồ trên toàn thế giới đón nhận nồng nhiệt. Và ngày hôm nay thì sẽ mang đến cho các bác là một em Bulova máy cơ tự động. Em này thì còn có hỗ trợ thêm cả cơ con tay nữa các bác nhé. Đó, màu mặt vàng vân lụa kết hợp với phần cọc số trải tia, bộ kim xanh nổi bật. Thương hiệu đồng hồ Bulova luôn luôn mang đến những cái phong cách trông cực kỳ là sang trọng. Size mặt 30 năm và size dọc nếu như các bác tính cả chân càng sẽ là size 40 nha. Vỏ bọc vàng. Mặt đáy của em này thì sẽ là đáy inox. Và em này có hỗ trợ cót tay, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Các bác khi mà đeo một chiếc đồng hồ nó có hỗ trợ thêm cả cót phụ như thế này. Các bác lên là lên đầy cót phụ đi nha. Các bác đeo cái máy cơ tự động này thì nó sẽ có cái chịu lượng cót rất là tốt, đeo cực kỳ là bền cót. Em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, đây sẽ là phần mặt của chiếc Bulova này. Thương hiệu đồng hồ cơ lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ, thương hiệu cao cấp. Chiếc này còn giữ được tình trạng cũng như là độ mới rất là tốt. Bulova máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ cót tay. Giao lưu đến các bác chiếc đồng hồ này với giá là TH6 này, giá 2.480.000 nha. TH6 với giá là 2.480.000 ạ. Em qua mẫu thứ hai gửi đến các bác một chiếc Enica máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ. Hôm nay sẽ mang đến cho các bác là một chiếc Enica dáng trứng xưa. Đó, sở hữu màu mặt vàng, cọc số trải tia và em này sẽ có hai ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 và 12 giờ nhé. Enica là một trong những thương hiệu đời đầu, một trong những thương hiệu đầu tiên này, tiên phong trong cái ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ. Được coi như là một trong những thương hiệu đồng hồ cơ cổ lâu đời bậc nhất của Thụy Sĩ và cực kỳ là nổi tiếng cho đến tận ngày hôm nay. Nhắc đến đồng hồ cổ Thụy Sĩ thì các bác không thể nào bỏ qua cái thương hiệu Enica này được rồi, đúng không ạ? Size mặt chiếc này sẽ là 37 và size dọc sẽ là 42. Đây là một form mặt lớn và dễ đeo nha. Mặt đáy sẽ là đáy inox này. Lớp vỏ vàng bên ngoài còn giữ được tình trạng nguyên vẹn. Màu mặt vàng cổ điển. Và ở đây các bác để ý thấy này, các cái đường vân họa tiết, cái phần viền cạnh này thì sẽ có được khắc thêm các cái cọc số La Mã ở bên ngoài. Đó. Em sẽ test thử phần núm nha. Chiếc này là phần núm có nấc để chuyển dịch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Các bác xoay núm theo chiều ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ và xoay xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch ngày. Kim cọc hoạt động tốt. Chiếc này là máy cơ tự động. Máy cơ tự động, bây giờ em sẽ mở máy nha. Để cho các bác có thể ngắm bộ máy bên trong của em này. Rồi, và mời các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy trong của chiếc Enica này. Một bộ máy bọc vàng nguyên bản 20 năm chân kính này. Máy vàng ươm luôn. Một chiếc máy, một cái bộ máy cổ mà còn giữ được tình trạng tốt như thế này, rất là hiếm gặp luôn ạ. Đó, Enica máy cơ tự động 20 năm chân kính Wismax nguyên bản chính hãng của Thụy Sĩ, thương hiệu đồng hồ cơ cổ lâu đời, xứng đáng để cho các bác sưu tầm. Ngày hôm nay cửa hàng Kiên giao lưu đến các bác chiếc Enica này ạ. Với giá là 2.580.000 thôi nhé. Các bác chốt đơn cho em ạ với mã là TH20 này. 2.580.000 mã TH20. Qua chiếc thứ 3 sẽ là một em Bostock đến từ Liên Xô. Chiếc Bostock dáng trứng, mặt huyết,
cọc số học trò, máy 3 kim, bộ máy cơ lên dây 17 chân kính ạ. Đây sẽ là một cái màu mặt đỏ, đỏ mặn. Phần vỏ bên ngoài được bọc thép không gỉ, thì các bác nhìn này, lớp vỏ bên ngoài sáng bóng và còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt luôn. Máy cơ có tay. Em box tốc này thì sẽ có size mặt là 35 và size dọc sẽ là 41 này. Thương hiệu đồng hồ Bostock nổi lên là một dòng đồng hồ được sản xuất đặt hàng dành riêng cho quân đội Liên Xô. Và ở đây thì các bác cũng có thể thấy được cái biểu tượng của quân đội Liên Xô này, biểu tượng CCCP ở dưới này. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Bởi vì nó là một thương hiệu của đồng hồ dành cho quân đội cho nên là các chi tiết máy, chất liệu cũng như là độ chính xác giờ được làm rất là kỳ công và kiểm tra gắt gao, tạo nên những chiếc đồng hồ có độ bền bỉ cực kỳ cao. Và cho đến ngày hôm nay thì em và các bác vẫn có thể sưu tầm trên tay được những chiếc Bostock quân đội xưa, vẫn giữ được cái tình trạng tốt, bộ máy chạy tốt này, phần chất liệu vỏ còn đẹp như thế này. Bostock máy cơ lên dây 17 chân kính, dáng trứng xưa. Chốt đơn cho em chiếc này với giá là 1.180.000 ạ. Mã sản phẩm là H156 nhé. Giá rất là bình dân thôi mà các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ thương hiệu Bostock của Liên Xô rồi. H156 với giá là 1.180.000 ạ. Em qua chiếc thứ tư này, mang đến cho các bác một chiếc Zarya, thương hiệu đồng hồ cổ đến từ Liên Xô. Zarya với màu mặt, các bác có thể thấy được đây là một cái màu vàng đồng. Đó, cái phần mặt thì sẽ có các đường gân nổi trải tia dọc xuống phía dưới này. Đó, cọc số và kim màu đen. Đây là một cái màu mặt đã lên dầu toàn bộ. Tuy nhiên thì em này nó lên dầu đều tất cả khắp cái phần mặt, nên là các bác có thể thấy được là một cái màu mặt cổ kính, lại mang một cái nét đẹp mộc mạc và cực kỳ là ấn tượng như thế này. Zarya em này sẽ có một cái dáng hình bầu dục các bác nha. Đây là dáng máy hình bầu dục. Size mặt ngang là 36 và size dọc của em này sẽ là 33. Vỏ vàng này, vỏ vàng của em này đã có những vết thời gian nhẹ xuất hiện ở đây. Đây các bác có thể thấy được cái lớp vỏ vàng em này thì nó sẽ là một cái màu vàng ươm. Và được bọc rất là dày dặn ở trên phần mặt. Đó, các bác có thể thấy được cái lớp vàng bên ngoài rất là dày nha. Mặt đáy của em này sẽ là đáy inox. Bây giờ em sẽ đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Một cái nét hoài cổ, mộc mạc và cực kỳ là ấn tượng đến từ thương hiệu đồng hồ cổ Zarya. Em này chính xác là một chiếc đồng hồ cổ mang cái phong cách rất là độc đáo. Bộ máy cơ lên dây 21 chân kính vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động tốt và cũng đã được lau dầu. Bạn nào muốn sưu tầm em đồng hồ này thì có thể chốt đơn nha. Với mã là HP17 này, giá của chiếc này là 1.680.000 ạ. 1.680.000 với mã là HP17 nha. Mời các bác cùng chốt đơn ạ. Chiếc tiếp theo mang đến cho các bác sẽ là một em Raketa. Raketa em này có mã là HP1 nha. Thương hiệu đồng hồ Raketa, thương hiệu lớn và cổ điển của Liên Xô. Hôm nay mang đến cho các bác một chiếc Raketa với phong cách khá là lạ mắt.
Ở đây thì các bác có thể thấy được cái dáng máy của em này là một cái dáng máy vuông, và với chân càng này nó sẽ lối lên với phần thân này, tạo thành một cái dáng trông rất là lạ mắt. Lớp vỏ bên ngoài là vỏ vàng, màu mặt thì ở đây thì các bác cũng có thể thấy được đã lên dầu theo thời gian rồi nhé. Cái màu mặt vàng mỡ gà và đã lên dầu theo thời gian. Nó cọc số hình trụ nổi. Đây các bác có nhìn thì thể nhìn thấy được cái lớp vàng của em này khá là dày dặn. Và đây là mặt đáy thì sẽ là một chiếc đáy inox nhá. Em Raketa này có size mặt là 33, size dọc sẽ là buộc 39, size ngang 33 và size dọc sẽ là 39 nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Raketa này. Đó. Đây là máy hết cót nha. Các bác sẽ lên cót bằng cách là xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ. Các bác mới chơi những cái dòng máy cổ như thế này thì các bác lưu ý là khi mà lên cót thì các bác xoay đến khi mà cảm thấy cót nặng nó không lên được nữa thì các bác dừng ngay lại nha. Tránh trường hợp là đã lên quá cót tay mà cứ vặn cố thì nó sẽ bị gãy cái chốt cót này đấy ạ. Raketa. Chốt đơn em với giá là 1.180.000. Mã sản phẩm HP1. Giá rất là tốt để cho các bác có thể sưu tầm. 1.180.000 thôi ạ. Mã sản phẩm HP1 nhé. Qua mẫu tiếp theo gửi đến các bác một em Ponzos. Nhắc đến đồng hồ Liên Xô thì không thể nào bỏ qua thương hiệu Ponzos rồi đúng không ạ. Đây là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng bậc nhất của Liên Xô. Đó, Ponzos. Và vào những khoảng những năm thập niên 70-80 này, hoặc những năm thập niên 90 thì Ponzos cũng rất là nổi tiếng ở trên thị trường đồng hồ của Việt Nam. Những các bác nào mà lớn tuổi một chút thì chắc hẳn là sẽ không thể nào mà bỏ qua cái thương hiệu này được đúng không ạ? Rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Đó, em này thì sẽ có một cái dáng máy trông rất là khỏe này. Cái này thì các bác nào mà có cổ tay to một chút nha, tầm tay 16 đổ lên là các bác lên tay đẹp nhất. Màu mặt đen bao công với các đường vân ở trên phần mặt là được các đường ô kẻ caro này. Đó, kết hợp cùng với phần cọc số trải tia và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ bên ngoài được bọc vàng nguyên bản toàn bộ luôn, không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian nhé. Đây là các bác có thể thấy được từng cái đường. Đây là những cái vị trí mà dễ hao mòn nhất. Tuy nhiên thì ở chiếc Ponzos này thì còn giữ được tình trạng rất là tốt. Cái người chủ cũ là người ta rất là giữ gìn, người ta chắc là ít khi đeo, người ta chỉ cất ở trong tổ kính thôi. Cho nên là đồng hồ mới giữ được cái tình trạng đẹp như thế này. Đáy là sẽ là đáy inox nha, chứng tỏ cái công nghệ mạ vàng, phun mạ vàng của đất nước Liên Xô rất là phát triển, rất là tốt. Đó, cọc kim cọc hoạt động tốt này. Máy cơ cót tay 23 chân kính ạ. Với size mặt ngang sẽ là 38 và size dọc sẽ là 44. Size ngang 38 và size dọc là 44 các bác nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Ponzos này. Thương hiệu đồng hồ cửa cổ nổi tiếng của Liên Xô, vỏ bọc vàng. Và em này sẽ có giá là 1.880.000. Các bác chốt đơn cho em ạ với mã sản phẩm là H186 nhé. 1.180.000 này. Mẫu tiếp theo mang đến cho các bác là một chiếc Seiko 5. Seiko 5, thương hiệu đồng hồ cơ nổi tiếng bậc nhất của xứ sở hoa anh đào, đất nước Nhật Bản. Máy cơ tự động 23 chân kính và em này sẽ có một cái mặt màu mặt trắng tỏa tia rất là sáng các bác nha. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ, nó cọc số dạng khối này. Vỏ bên ngoài bọc thép không rỉ toàn thân. Nói chung là đối với những cái dòng máy mạ thép thì chắc là không đâu qua khỏi Nhật Bản rồi các bác ạ.
Nhật Bản nổi tiếng với những chiếc đồng hồ mạ thép, bọc thép với cái độ chống nước tốt cũng như là độ bền bỉ rất là cao theo thời gian. Và đây các bác có thể thấy được một chiếc Seiko 5 xưa vẫn còn giữ được tình trạng rất là tốt. Mặt đáy này sẽ có khắc tên thương hiệu cùng với các thông số bộ máy này. Đó, núm nằm tại vị trí góc 4 giờ. Em sẽ kéo núm ra để cho các bác nhìn rõ hơn cái bộ lịch nhé. Đó, đây. Đây sẽ là một bộ lịch bơm các bác ạ. Ấn vào bên trong phần núm như thế này để chỉnh lịch này. Quá là tiện luôn ấy. Size ngang là 37, size dọc là 41. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Seiko 5. Bác nào yêu thích một chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản thì Seiko 5 sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bác. Chốt đơn cho em chiếc này với giá là 1.480.000 thôi ạ. Mã sản phẩm là E205 nhé. 1.480.000. Chiếc tiếp theo sẽ là một em Paketa. Đó, Paketa này, dáng của chiếc này thì rất là độc đáo luôn. Em này điểm đặc biệt nhất thì các bác có thể thấy được là nó sở hữu một cái màu đen tuyền toàn bộ phần niềng này và mặt. Chỉ có cái phần nắp đáy này sẽ là đáy inox thôi. Đây sẽ là một chiếc Paketa được bọc thép đen nha các bác. Có thể là các bác sẽ rất là hiếm khi mà gặp cái dòng máy mà bọc thép đen như thế này. Paketa, một chiếc đồng hồ với dáng máy rất là độc đáo, một cái màu mặt cực kỳ lạ mắt dành cho các bác. Cọc số học trò cách điệu. Size mặt của em này sẽ là 34, size 34 các bác nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, một phong cách rất là nam tính, nó không thiếu đi cái sự mềm, cái nét mềm mại từ cái phần cọc số. Hai cái nó kết hợp với nhau tạo ra một cái form mặt rất là hài hòa, vừa có sự mạnh mẽ mà còn không kém đi được cả, không thiếu đi cái nét mềm mại. Vỏ bọc thép đen, chất liệu độc đáo nữa. Chốt đơn cho em chiếc này ạ, với giá là 1.080.000. Mã sản phẩm là H198 nhé. 1.080.000. Tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một chiếc Koslavin Zilaver, dòng máy cao cấp đến từ Liên Xô. Koslavin, dáng máy siêu mỏng, vỏ vàng, màu mặt đen bao công. Cọc số là mã và đây là một chiếc Koslavin 3 kim nha, 23 chân kính ạ. Máy cơ có tay. Em này sẽ có size mặt là 35. Size 35 không tính nốm các bác ạ. Mặt đáy này có khắc tên thương hiệu Koslavin ở dưới này. Đây sẽ là một chiếc đáy inox nha. Vỏ vàng, mặt dưới thì hơi có vết lấm tấm nhẹ theo thời gian. Tuy nhiên thì mặt bên trên thì các bác có thể để ý thấy này. Đó, rất là đẹp. Lớp vàng còn nguyên vẹn. Em sẽ đeo lên tay nha. Koslavin với tiền thân là một thương hiệu đồng hồ cơ cổ của Thụy Sĩ. Và sau những năm thập niên 70, 60, 70 thì thương hiệu Koslavin này đã chuyển nhà máy của mình đến Liên Xô. Và từ đây đã cho ra mắt những chiếc đồng hồ Koslavin mang thương hiệu đồng hồ của Liên Xô. Rất là sang luôn ạ, giữ cho mình cái phong cách sang trọng và đẳng cấp. Đó, Koslavin đã vươn lên và trở thành một trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp và nổi tiếng bậc nhất của Liên Xô. Và ngày hôm nay thì các bác muốn sở hữu chiếc dòng máy, một chiếc Koslavin dòng máy cao cấp này, nó sẽ có chữ Zinaver ở đây, thì tất cả các chi tiết máy, vỏ đều được trải qua những cái khâu kiểm định rất là gắt gao trước khi mà người ta tung ra thị trường. Cho nên là khi mà đeo chiếc này thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Với mã sản phẩm TH30
và với giá chỉ có 1.380.000 là các bác có thể sở hữu ngay cho mình. Chiếc đồng hồ có Slavin, Zinaver, máy cơ lên dây 23 chân kính, vỏ bọc vàng nguyên bản chính hãng của đồng hồ Liên Xô này. TH30 với giá là 1.380.000 nhé. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc. Em xin lỗi, vẫn còn một chiếc cuối cùng. Chiếc cuối cùng thì sẽ là một em Damas. Damas, một thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này. Bộ máy cơ tự động lên đến 30 chân kính ạ. Phần mặt của em này thì các bác có thể thấy được các cọc số được thiết kế nổi. Thiết kế theo kiểu răng nanh các bác ạ, cọc số răng nanh. Biểu tượng Damas chữ M nằm tại góc 12 giờ và có một ô cờ lịch ở đây nha. Núm zin logo. Mặt đáy ở đây thì sẽ có các biểu tượng của Damas. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Size mặt ngang là 35 và size dọc sẽ là 43. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Em này lên đến tận 30 chân kính luôn. Đeo lên tay này các bác có thể thấy được là chúng là rất là đẹp. Ấn tượng phong cách nam tính. Cái này các bác có cổ tay tầm 19 đổ xuống là lên tay đẹp nhất nhé. Kim cọc hoạt động tốt này. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Giao lưu đến các bác chiếc đồng hồ này với giá là 2.280.000 nha. Mã là Y44 ạ. Em này thì có hỗ trợ cót tay nữa. Y44 với giá là 2.280.000. Và mã đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ lần này của kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Cửa hàng xin kính chúc các bác một ngày mới tốt lành và có thể tìm cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý nhất trong bộ sưu tập lần này nhé. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất, các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cũng như là tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết, bên em sẽ bao phí vận chuyển ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.